Chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần ngữ pháp nan cha wa yoin. Nan cha là ngày tháng, wa là và, yoin là thứ. Thì bài này chúng ta tìm hiểu về ngày tháng và thứ. Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học trong bài số 5 giáo trình Seoul 1A. Nan cha wa yoin. Khi nói về ngày tháng, wol nghĩa là tháng sẽ được viết trước. Sau đó il ngày tháng không có tên riêng biệt mà phải kết hợp với số mới có nghĩa. Ví dụ ilwol yiwol sử dụng số với số dùng với tháng ngày thì chúng ta dùng số Hán Hàn il y sam sa o yuk chil pal ku sip. Ví dụ có bát chim tháng 2 ngày mùng 5, các bạn nhớ là trong tiếng Hàn tháng được viết trước, sau đó ngày viết sau. Tháng 2 ngày mùng 5 yiwol oil. Tháng 8 ngày 23 palwol palwol isamil. Xin lỗi các bạn, isamil. Ví dụ 오늘 오늘이 며칠이에요? Hôm nay là ngày bao nhiêu? 9월 6일이에요. 시험이 며칠이에요? 시험 là kỳ thi vào hôm nào nhỉ? Vào ngày nào nhỉ? 시험이 언제예요? Siêu vào khi nào nhỉ? Chúng ta có thể trả lời là 8월 23일이에요. 8월 23일. Tháng sử dụng với số Hán Hàn, tuy nhiên tháng 6 và tháng 10 thì đổi thành Yuon và Siwon. Các bạn chú ý, không phải là Yukwon mà là Yuon. Sipwon không phải là Sipwon đâu ạ, mà là Siwon. Ví dụ ngày tháng 6 ngày mùng 6, tức là ngày mùng 6 tháng 6 ấy ạ. Yukwon yukil là sai và phải đọc là Yuon yukil. Tháng 10 ngày mùng 10, ngày mùng 10 tháng 10 thì đọc là Sipwon sipil là sai. Mà chúng ta đọc đúng là Siwon sipil. Siwon sipil. Miechil. Miechil ngày mấy, dùng để hỏi về ngày tháng. Tuy nhiên ơn chê có nghĩa là khi nào, hỏi về phạm vi rộng hơn cả về ngày tháng, thứ và thời gian. Sengiri biechideyo, sinh nhật của bạn ngày bao nhiêu? Samuel isipsamideyo, cũng có thể hỏi sengil sengiri ơn chêyo, sinh nhật của bạn khi nào? Yoin có nghĩa là thứ trong tuần. Thứ trong tuần sử dụng cùng với wol, hoa, su, mok, kum, thô, il. Đây là 7 cái chữ đầu tiên ghép với yoin để chúng ta có 7 ngày trong tuần. Ví dụ wol yoin là thứ hai, hoa yoin là thứ ba, su yoin là thứ tư, mok yoin là thứ năm, Kum yoin là thứ 6, Tho yoin là thứ 7, Yoin là chủ nhật. Ví dụ 오늘이 무슨 요일이에요? Các bạn chú ý 무슨 요일, đây là thứ mấy các bạn nhé. Hôm nay là thứ mấy? Tho yoin이에요. Hôm nay là thứ 7. Tho yoin이에요 là thứ 7. Các bạn chú ý 무슨 요일 là dùng cho hỏi ngày. 며칠 hoặc ơn chê dùng cho hỏi ngày tháng. 오늘 목요일이에요. Hôm nay là thứ năm phải không? 아니요. Không. 수요일이에요. Hôm nay là thứ tư. Lưu ý khi đặt câu hỏi về thứ, không dùng 몇 요일 mà dùng 무슨 요일. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa,
Hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. 수고하셨습니다. Bye bye.